Rồi, rồi, rồi. Chương trình ngày hôm nay là chương trình có thể bạn và biết. Hello anh em nhé. Phải thay đổi chủ đề bác rồi. Hello. Đúng giờ nhỉ? Anh em thấy đúng giờ không? Đúng giờ luôn, đúng 12 giờ đêm luôn. Và sắp tới nho đang thể làm một dự án liên quan đến đến gì nhỉ? Cá cảnh anh em ạ. Liên quan đến cá cảnh. À, sắp tới là anh em mà chơi cá thì hãy chơi cá thì ủng hộ nho nhé. Rất là nhiều thứ liên quan. Sắp tới là nhiều thứ đấy. Thứ rất hay ho. Đây, mấy cái sản phẩm kia là hết rồi. Sản phẩm rồi. Hết nhanh thế rồi. Hello anh em. Ôi, làm sao để mở giới hạn nhanh nhất? Bây giờ không có chuyện nhanh đâu các bạn ạ. Bây giờ là ít nhất là các bạn phải 500 đơn trở lên là cái nhất. Cái thứ hai là các bạn phải cho mình khoảng tầm 2 tuần, ai đó 1 tuần nhá, là không nhanh được rồi. Các bạn nếu các bạn để ý thì dạo gần đây các bạn đăng sản phẩm lên, thời gian để mà duyệt sản phẩm nó rất là lâu, bởi vì là bên top top nó đang thì bị giống như kiểu anh em tưởng tượng là nghẹn, không đủ người làm ấy, cái thế không đủ người duyệt nên phải xếp hàng không nhanh được nữa. Bọn mình cũng đang đang thì rất nhiều shop muốn là mở giới hạn nhanh ngay lập tức, nhưng mà các bạn bây giờ bắt buộc các bạn phải 500 đơn trở lên nhé. Các bạn phải 500 đơn trở lên mới mở được, chứ nó không kiểu mở bọc như là trước nữa rồi, nó không kiểu mở bọc như ngày xưa đâu, buồn lắm. Bây giờ nó không, không mở được luôn, nó không mở cho luôn, buồn lắm. Mình cũng đang còn khoảng độ tầm chục shop nữa, còn khoảng tầm chục shop nữa đang thì đợi, chục shop nữa đang thì đợi, mình chưa biết là phải xử lý như thế nào đây cho nó kịp, xong nó kịp nhanh nhất là nó kịp 12 tháng 12, 12 tháng 12 thì tầm mùng 7 nó đã bắt đầu rồi. Bây giờ chỉ còn khoảng độ tầm tuần nữa cho cái việc đấy, tuần nữa cho cái việc đấy để xử lý nốt tất cả cái còn lại. Đấy. Hôm nay là ngày 28, bây giờ là 00:09 rồi, 09:10 à. Tất cả các cái bây giờ chịu rồi. Ngày xưa còn bảo xin xin cho xóa, giờ nó cũng cho xin nữa. Top top shop của mình. Mai giảm giá cái mic này nha, cho anh em quất nha, mỗi người được mua một cái, số lượng khuyến mại mỗi người được mua một cái. Em chào nho cả nhé, để nho xử lý nốt cái này. Em nhân nhóm nhóm TikTok kẹt thì theo dõi tầm bao nhiêu tiếng thì biết kết quả? Thông thường bọn anh sẽ không tính theo tiếng, bọn anh sẽ tính theo là số lần số lượng chuyển đổi. Thông thường là thời gian máy học đó là 50 chuyển đổi đầu tiên. Đấy, nhưng mà anh em hay bị kiểu là không đủ tiền để đợi cho đủ 50 chuyển đổi á, thế nên là anh em có thể chọn chọn những cái mục tiêu như là mục tiêu bỏ giỏ hàng nhá, thì nó sẽ nhanh hơn. Chọn mục tiêu là bỏ giỏ hàng á.
thì là ok nhất nhá. Hello hello Lâm Anh nhé, cho em hỏi họ lấy lại phát lại có cách nào xử lý triệt để không? Không có cách nào hết, ngoại trừ là nếu bạn lên được tích xanh, bạn lên được tích xanh thì là ok, còn nếu không thì không cách nào triệt để cả. Mở giới hạn là đơn khó quá, em đủ 1.000 đơn rồi thì em nhắn cho bên anh xử lý cho, nhưng mà bây giờ phải xác định là tầm khoảng tuần đấy, thì bây giờ xếp hàng nhiều lắm, nhiều người mới bỏ shop lắm. Còn lại các bạn mà bị giới hạn đơn hàng á, tức là ngày xưa đã được mở giới hạn rồi, xong rồi bây giờ là bị bóp xuống á, thì hiện tại bây giờ chưa xin mở được, chỉ có chờ thôi, chờ tầm chục ngày gì đó nó hết cái hoặc là kháng xin kháng thôi. Hàng fake trên TikTok xử lý như nào? Fake thì không bán nữa, bán hàng real đi, bán hàng fake làm gì? Hàng fake nếu các bạn hàng fake chỉ có một cái hướng duy nhất thôi, đó là xây kênh, sau đó thì để sản phẩm ở trong 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 giỏ hàng á, ai thích thì tự vào người ta mua. Còn nếu bạn làm video mà nó mà làm video mà gắn sản phẩm fake ấy, thì cái kênh của bạn sẽ bị tắt tính năng bán hàng, là đầu tiên là 7 ngày. Nếu mà bạn livestream mà bán hàng fake ấy, thì bạn sẽ bị khóa livestream. Luật rất là rõ ràng rồi. Bởi vì người chết chứ không phải là máy chết, các bạn không lắc được đâu. Còn một số bạn cứ bảo nho là em thấy trên mạng cứ bảo là che logo mấy loại kia không được. Bạn thử đi, che logo chứ không thấm gì hết luôn. Em like TikTok không cho traffic thì phải làm sao, em phải tự đi kiếm traffic chứ. Thời gian đâu mà mình ngồi mình chờ hán, mình chờ sung mà chết à. Mình phải chủ động trong cái việc mà xây dựng hệ thống traffic chứ. Ví dụ như đơn giản nhất là chạy quảng cáo, mình phải chủ động lên chứ. Bây giờ mình cứ ngồi mình chờ bên 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 TikTok họ bơm view mấy họ nọ kia thì đến bao giờ, đúng không? Chờ đến bao giờ anh em, biết bao giờ? Ở đấy anh em nào mà quan tâm đến bán hàng tiêu shop đó, thì anh em có thể là múc một cái cốc này nhé, thì mình sẽ có một cái bộ ebook để mà tặng cho anh em. Bộ ebook này thì mình up lên gọi là liên tục, có cái gì hay ho thì ném vào đây, có gì hay ho thì ném vào đây, thì mọi người có thể là nếu mà muốn tìm hiểu thì có thể là múc một cái cốc này, vừa có cốc giữ nhiệt để uống, vừa vừa có luôn cái vừa có luôn cái bộ ebook. Bộ ebook đây nó sẽ gồm cả cái content 30 ngày đây này. Bộ content 30 ngày là bọn mình viết, nói chung là mình cho nhân viên ngồi viết một số content, một cho các cái lĩnh vực, cho lát nhỉ, các lĩnh vực, các cái ngành hàng sẵn ở đây, một số ngành hàng đây này, thời trang gia dụng, vật bán vật phong thủy, đồ lót giày dép đẹp đấy, có một số anh em đã được rồi đó. Còn đây là ebook này đấy. Nhiều ebook các bạn chung có cái gì hay ho thì mình sẽ đáp vào đây cho anh em, nó dành cho rồi quảng cho anh em nhé, quảng cáo tí rồi cho anh em mà thích nghiên cứu tí shop. 500 đơn là trong một ngày hay bao lâu? Tức tổng từ lúc mà em lập shop đến lúc mà em muốn xin mở giới hạn đó, thì nó khoảng tầm 500 đơn, thì bọn anh mới bắt đầu gửi yêu cầu lên để xin. Và từ lúc mà gửi yêu cầu đó, thì nó sẽ cần đâu đó khoảng tầm một tuần. Em nhân nhóm tầm một tuần gì đó thì mới ok nhé, để xử lý được nhé. Tại vì bây giờ bên họ không đủ người, có nên livestream cùng lúc hai shop như nhau hay không? Hai shop cùng lúc như nhau thì cũng được mà, đâu không hiểu gì hết. Mất hết mã free ship à? Các bạn thử mua sản phẩm của Nho xem có được free ship không, các bạn thử mua xem nào, xem các bạn nào vừa nãy mua cái mic sẽ có đặt được, có được free ship không? Bởi vì cái free ship bây giờ nó liên quan đến tài khoản của các bạn đấy, tài khoản người xem người dùng người này, nếu mà tài khoản mà có mã giảm giá thì mới áp được, còn nếu không có mã giảm giá thì nó không tự động áp như ngày xưa, mà các bạn phải săn cái mã free ship. Thế để có cái mã này thì bây giờ cái mã free ship nó cũng không phân phối gọi là một đống một răng một giải như ngày xưa nữa, mà nó phân phối theo lịch thôi. Ví dụ có sự kiện thì sắp tới là 12 tháng 12 nó phân phối thôi, bây giờ nó quay trở về giống như Shopee rồi anh em ạ. Không phải cái nào cũng được. Vòng đời của TikTok Shop anh nghĩ nó tầm bao lâu? Vòng đời của TikTok Shop anh nghĩ nó tầm bao lâu, anh không hiểu câu hỏi của em. Bởi vì là mỗi một cái nền tảng nó sinh ra ấy, nó có chiến lược rất dài hạn, chứ không phải là vòng đời, không phải là một vài tháng hay một vài năm đâu. Chiến lược của nó rất là dài hạn và thay đổi liên tục đó. Tất cả những thứ mà TikTok Shop đang có ở thời hiện tại ạ, nó khác hoàn toàn với lại khoảng độ tầm 3-4 tháng trước bọn mình bắt đầu làm TikTok Shop từ tháng 4 2022 đến bây giờ ấy, nó đã thay đổi rất là nhiều thứ và gần như không còn giống như TikTok Shop ngày đầu nữa luôn. Thế nên là nếu mà nói ở vòng đời thì mình cũng rất là khó nói, không biết là mình đến từ đâu thì mình chốt nó là một vòng đời, vì nó liên tục có thay đổi ấy, liên tục thay đổi nó update ấy.
Bạn dùng mic gì tiếng trong thế? Đây nhô, dùng con mic này, đang dùng con mic này, con này con Rode. Con này thì chỉ dùng trên máy tính thôi, còn các bạn mà live bằng điện thoại các bạn có đặt mua con mic mà Nho đang để trên màn hình ấy. Đây Nho đang ghim đây. Nho đang ghim con mic này đây. Thì các bạn có đặt mua con mic này vừa ủng hộ Nho mà vừa vừa có mic để các bạn live stream các thứ. Con mic này thì nó sẽ chuyên về lọc âm thanh tiếng ồn thôi. Người ta bán hàng fake thì bạn có thể là ấn báo cáo nhé. Ấn báo cáo. Mình phát lại live của mình có sao không? Có nhé. Theo luật thì bên TikTok họ vẫn cấm phát lại live, yêu cầu một cái live mới tinh luôn, yêu cầu là phải có một cái live mới tinh luôn chứ nó không cho phép mình nó phát đi phát lại cái live của mình nhé. Các bạn mà có nhiều nhiều thiết bị, nhiều điện thoại, các bạn có thể là cùng nhau live một lúc cũng không sao nhé. Như bên Nho thì có hai bạn live một ca và hai bạn này thì dùng chung một cái thiết bị điện thoại là vẫn ok, không sao cả. Rep thì bây giờ nói chung là làm thì vẫn cứ làm, nhưng bọn anh làm bọn anh không phải làm như kiểu mọi người, bọn anh làm không kiểu là bế nguyên về sau đó bắt đầu là ấy đâu, không phải kiểu như là bế nguyên về sau nào đăng lên đâu, bọn anh phải thay đổi rất nhiều, gần như là một cái video mới 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 luôn đó, chứ không phải là cứ thế là bế về cái là đăng lên là được đâu, làm thế nó không hiệu quả. Bây giờ là không 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 chơi cái bài đấy nữa rồi, bỏ rồi cái chiêu đấy bỏ rồi. Sao bây giờ nó mọi thứ nó khó khăn hơn ngày xưa nhiều rồi, nhưng mà mình tưởng thế. Tại sao một số anh em học nhau bảo sao mẹ ông dạy cái quái quỷ gì mà bắt bọn tôi học dài thế, học mẹ 6 tháng lận à, nhưng mà đơn giản là TikTok có thay đổi liên tục và mình cần phải update cho các bạn liên tục chứ, bây giờ như nào, hôm nay dạy xong ngày mai thay đổi búa rồi thì làm nào, bọn mình lại phải update chứ, bây giờ chẳng nhẽ bỏ à, nó giả hơi lắm. Nên bọn mình cứ phải bám theo anh em viết thì nó mới ra vấn đề được, chứ nó không chịu. Để chơi giờ nó càng ngày nó càng khó nha bạn, nó không phải là như lúc đầu nữa. Từ lúc em chạy quảng cáo TikTok thì TikTok không nhả traffic tự nhiên cho em nữa, chắc là không phải đâu chứ bọn mình vẫn làm bình thường mà. Cái việc chạy quảng cáo này là không chạy quảng cáo, nó chả liên quan gì đến nhau nhiều. Như bọn mình thì tài khoản của mình là, còn cái việc mà chạy quảng cáo thì vẫn cứ chạy quảng cáo, cái việc mà mình làm vậy video viral thì vẫn cứ làm video viral, nó chả liên quan gì đến nhau, nghĩa là cái nội dung của mình nó thật sự hay hay không thôi. Nick em mới tinh like ổn không? Ổn mà, bọn mình cũng toàn like những mới tinh mà, chủ yếu là anh em hay kiểu là thứ nhất là một cái video anh em cứ dùng đi dùng lại rất nhiều lần, bản chất là người người dùng người ta xem rồi người ta chán, người ta đâu muốn xem lại nữa. Một số bạn các bạn nhau hỏi tại sao em react bây giờ không có view, không có ai xem nữa, bởi vì các bạn tưởng tượng là hàng trăm hàng nghìn thằng cùng nhau react một cái video thì người ta nhìn mãi là chán, là lướt qua cái người ta chán mẹ của đâu nữa, đúng không? Các bạn phải tìm những cái nội dung mới, các bạn chỉnh sửa nó lại thành một cái mới tinh. Đó, thay đổi của nó thành cái mới thì bắt đầu là người xem người ta mới có cái để người ta xem chứ, bạn nhìn lại cái video mà mình làm mình react với chả có cái quái gì để mà xem cả, thì không có lý gì mà khách hàng họ ngồi lại họ xem cái video của mình hết. Anh em là chưa ấn theo dõi cho nhau xin một cái theo dõi với. Nên là cái vấn đề bảo là chạy quảng cáo xong rồi không có được tự nhiên thì mình nghĩ là không 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 có chính xác đâu, bọn mình vẫn chạy quảng cáo suốt ngày mà. Bọn mình ví dụ như là nhân viên nhà mình thì bất kỳ một cái like nào bọn mình cũng vã quảng cáo ấy. Làm sao và làm video thì vẫn viral như bình thường, vẫn lên như bình thường. Đương nhiên là viral ở mức độ vài chục nghìn view thôi, bởi vì là video của mình là video bán hàng, mình không kỳ vọng. Đó, không kỳ vọng là hàng trăm nghìn view. Mình không kỳ vọng cái đấy, mình chỉ làm sao là cái ví dụ như là một ngày chẳng hạn mình làm, mình bỏ thời gian công sức ra làm một cái video và nó mang lại khoảng độ tầm chục đơn chẳng hạn, thế là ok rồi. Không kỳ vọng làm gì, mình lấy số lượng để chất lượng, mình là seller mà, mình đâu phải idol đâu. Chạy quảng cáo bằng xu giờ không hiệu quả nữa hả? Vẫn ok mà, chạy quảng cáo bằng xu vẫn ok mà. Với cái ngân sách ít và các bạn chạy quảng cáo dạng xây kênh thì các bạn chạy kiểu là bằng xu là ok. Ví dụ như các bạn mà là idol, các bạn mà muốn muốn chạy quảng cáo để đẩy cái video bán hàng của mình lên để tăng, để kiếm thêm tiền affiliate chẳng hạn, thì thay vì việc mình phải đi xin shop cho mình quyền để mình chạy quảng cáo sản phẩm của người ta thì mình chỉ việc là chạy quảng cáo bằng xu thôi là cũng ok rồi. Nhập 168 có dễ dính hàng fake không? Nói chung là có. Mình đã bị bao nhiêu lần là nhập hàng fake rồi, hàng fake hàng hưởng hỏng hàng lỗi, chuyện bình thường.
Nếu các bạn mà muốn chơi hàng ngon ngon một tí thì các bạn nên nhập Taobao, nó sẽ ok hơn là 168. Nhập Shopmall đó sẽ ok hơn. Các bạn tưởng tượng là có thể nhìn thấy đánh giá feedback thì nó tốt lắm đúng không? Mình có thể là các bạn nhìn được sản phẩm như thế ok lắm, nhưng mà vụ vạn sản phẩm các bạn, nghìn sản phẩm hoặc thậm chí là 100 sản phẩm thôi, nó chọn chạm một vài cái hư cái hỏng thì các bạn chả làm gì của nó luôn đúng không? Không, mình không có, mình không thích xem một cúp cũng gì lắm, cái bóng bánh không khoái lắm, bị đánh giá tiêu cực cao và tỷ lệ ra hàng muộn thì có bị ảnh hưởng nhiều không? Rồi, hai cái này sẽ ảnh hưởng, một là tiêu cực cao thì em sẽ bị khóa sản phẩm, rủi ro lớn nhất là em bị đóng băng sản phẩm và bị tạ, bị điểm đánh giá. Còn cái dòng trễ dòng muộn thì nó sẽ ảnh hưởng hai cái, một là em bị bóp cái limit đơn một ngày á, có thể bị bóp xuống 10 đơn một ngày, rất là nhiều shop của các bạn bên mình bị bóp xuống 10 đơn một ngày. Và cái nữa là bạn sẽ bị là không được verify hoặc là không được tham gia bất kỳ một cái chương trình khuyến mại nào của bên TikTok nữa, nó block luôn, mình không tham gia được quá trình khuyến mại. Chứ về bản chất thì thôi, lỗi thì làm lại thôi. Nó bán hàng phách chán không khóa like thì sao, rất lâu lâu và nhiều view, cái này nó không biết, tùy hàng phách, nó nhiều loại phách, nhưng mà ví dụ như là phách những hàng hiện nay Adidas thì không chống nổi, vì nhà nho thì có đội chuyên bán giày nó cũng gọi là va vào lên tụng tàng, có mình có giải chạy quảng cáo nhé. Cuối tháng thì bọn mình sẽ có một cái buổi zoom liên quan đến quảng cáo, bắt đầu khi bạn xuống tiền và đăng ký thì bạn sẽ được tham gia trong vòng 6 tháng, tức là 6 buổi zoom update trong vòng 6 tháng. Bọn nó em làm video nhưng không có lượt xem thì làm thế nào? Video có, video có video không ai luôn xem luôn thì chắc chắn là do vấn đề do video của bạn rồi, chắc chắn là vấn đề do video của bạn rồi. Đó, mình lấy cái kênh của bạn này, video thế này làm gì có ai xem, video ba lăng nhăng này, chả có một cái gì theo đầu theo đuôi, chả theo một cái gì cả này, thì ngay từ đầu bạn đã đi lệch hướng linh tinh beng cả rồi, ngay thì đó đi lệch hướng linh tinh hết rồi. Đó, những cái loại video mà kiểu như là đọc ghép nhạc không, bây giờ không ăn thua nó hết trend rồi nha bạn. Video bây giờ cái trend nó là trend kể chuyện, trend ngồi kể, bạn vẫn có thể sử dụng cái hình ảnh đấy mà bạn kể một câu chuyện gì đó liên quan thì nó sẽ ok hơn. Bây giờ, tại vì nó theo trend mà, giống như kiểu là ở thời điểm này người ta thích xem cái đấy nhưng mà ở thời điểm khác họ không thích xem nữa. Chẳng hạn như là các bạn biết là đang thời World Cup, họ thích xem những cái gì liên quan đến World Cup. Chứ bây giờ làm những cái gì, những cái giải trí bình thường thì người ta chán không xem nữa. Những cái giải trí gì mà có liên quan đến World Cup thì người ta lại thích xem. Thì các bạn có thể là nghiên cứu những chủ đề gì nó liên quan một tí thì nó sẽ hút view hơn. Like nhiệt tình hết năng lượng mà view bị bóp. 5 đến 10 người xem thì phải làm sao? Quan trọng là 5 5 10 người xem em có bán được hàng hay không? Em có bán được hàng hay không? Nếu mà 5 10 người xem mà em vẫn bán được hàng thì em có thể thử bằng cái phương pháp khác, ví dụ như là chạy quảng cáo là đầy đầy người xem, không có chi tiết đâu các bạn. Nói chung các bạn học nho, các bạn đừng đừng đòi hỏi nho là có gì cả danh sách bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 thì nho không dạy điều đấy. Nho dạy nói chung là đơn giản là những cái bài lý thuyết thì các bạn có thể là tìm trên YouTube hoặc là các bạn xem ở trong video mình đã quay sẵn. Còn là chủ yếu những cái buổi dạy của mình là buổi dạy như là mình chia sẻ trực tiếp một chiến dịch mà mình đang làm, cái hướng mà thời điểm này làm tốt nhất. Đấy, những kiểu kiểu thế thôi, chứ không có chuyện là bài một bài hai, cho mình không có giáo án kiểu như cố định, không có một cái giáo án gì cố định hết, không có slide sở lủng gì hết đấy nhau, nó không dạy kiểu thế, nên là bảo là chi tiết các thứ thì không có. Các bạn nếu các bạn cảm thấy ok, bạn thấy là tin tưởng, các bạn thấy thích đấy, các bạn thấy là Nho đang có cái điều mà anh em mong muốn thì là anh em xuống tiền để học nó, tại vì khoa học của cá của Nho có 3 triệu mà học tận trong 6 tháng lận thì không có cái chi tiết chi từng gì hết. Nho không, thì các bạn nếu mà chơi nhưng mà từ trước các bạn cũng biết là nó không phải là dân đào tạo, mấy cái đấy chịu. Kênh em bị react nhiều quá mà không biết có bị bóp mắt khi like không, làm sao để báo cáo được anh đi. Bạn thấy thấy thằng nào react video của bạn thì bạn ấn báo cáo thôi. Mở sale mới bao lâu thì có mấy phiên chuyển
Nói chung là cứ 24 đến 48 giờ live làm sao có nhiều người xem, bật quảng cáo lên là đầy người xem ngay mà. Quan trọng là live có bán được hàng hay không, mình có đủ trình độ để bán hay không, cái mặt của mình đã người ta đã nhìn đến nhiều chưa, người ta có thể đáng tin hay không, cái sản phẩm dịch vụ của mình nó có phù hợp với một phiên live hay không, nó phiên live để có toát lên được cái nội dung của sản phẩm hay không. Ví dụ như nho, nếu mà các bạn tưởng tượng là nếu mà nó phù hợp ấy, kiểu như là bây giờ mình bán một đồ gia dụng thì đương nhiên cái phiên live của mình nó phải wow, ngập tràn đồ gia dụng, cảm giác giống nhìn nhìn nó giống như là một cái kho vậy á. Thì ai cũng nghĩ trong đầu, ngay lập tức nghĩ trong đầu nhà này nhiều hàng thế, chắc bán rẻ lắm, nhà này bán kho, nhà này tổng kho chắc, kiểu đều thế. Các bạn hiểu ý mình không? Hay nho, nếu mà cái không là bối cảnh này thì nho sẽ live những thứ liên quan đến đồ công nghệ một tí thì có thể là sẽ kéo view. VPS Cloud hay là VPS Linux ngon hơn? Cloud hay là Linux thì hai cái này, hai cái mà bạn đang hỏi này là hai cái mệnh đề hoàn toàn khác nhau. Linux nó là hệ điều hành, còn Cloud là giải pháp công nghệ, hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Bạn phải hỏi là ví dụ như là nếu bạn muốn tập trung vào Linux thì bạn phải hỏi là VPS Win hay là Linux thì là người hơn chẳng hạn đấy. Thông thường nếu mà những cái gì mà chạy tool, những cái tool cứng ấy, thì bọn mình hay dùng Linux bởi vì là nó ít lỗi và nó có thể là cài đặt bằng mã code được, cài hoặc tự động nội vụ bọn mình cài bot hoặc cài đầu quay, muốn cài tầm vài chục hoặc là vài trăm thậm chí hàng nghìn con VPS thì sẽ dùng những con Ubuntu, những con hệ điều hành Ubuntu hoặc là Linux, là chỉ cần một vài dòng code là nó có thể action được. Còn lại những cái phần mềm mà dở hơi đất hỡi mà không làm thế nào có được Linux thì bọn mình đành phải sử dụng Windows. Cloud chỉ là một cái thuật ngữ, một cái gọi là một cái giải pháp công nghệ thôi. Hello hello, màu hồng mất mã vào đi ship rồi. Chắc của anh đang mất mã vào đi ship đúng không? À, cuối tháng mà cuối tháng nào cũng thế, dần dần là nó không cho vào đi ship nữa đâu anh em ạ. Nếu anh em thích vào đi ship thì tự bỏ tiền túi ra đấy, tự bỏ tiền túi ra làm vào đi ship cho khách thì là ok, dần dần nó sẽ thay đổi hết mà. Chiết khấu vận chuyển này nó có phần đấy, nó chiết khấu vận chuyển. Sẽ nào tất cả các khu vực miễn phí vận chuyển, ví dụ như là tiêu chí khuyến mại, là từ 150 áp dụng cho toàn bộ cửa hàng đấy, bật for ship cho anh em rồi đấy. Đấy nha, sản phẩm của nhau bật for ship cho anh em thử lại for ship chưa, for ship chưa, vừa bật xong bật for ship rồi đấy. Sau các anh em vừa làm vừa vừa làm video react vừa kèm theo cả video mình tự review thì có ổn hay không? Thì nhóm nghĩ là nếu mà tự làm thì nên tự làm hết, còn những cái video mà mình thích react thì mình sẽ reaction lại. Reaction tức là ngồi xem có mặt mình trong đấy, kiểu bán content á, kiểu bán content chứ đừng nên bế nguyên một cái video react lên, như vậy thì lại bị bóp quá. Toàn 100 view à... cuối tháng mà anh em, cuối tháng là hay chuẩn bị for the ship, cái for the ship nó là chuẩn bị cho ngày 12 tháng 12. Ai cũng mất à. Tạo for the ship phải còn phải full đơn thế à. Anh em thử xem được for the ship chưa, Nho đang để tài trợ 30k ship cho anh em đấy. Đang để tài trợ 30k ship anh em xem có được for the ship chưa. 30k ship cho đơn hàng 150k. Anh em nhìn em có thấy cái xe for the ship không? Nhìn em thấy cái xe for the ship không? À, chạy quảng cáo mục tiêu hot thác chuyển đổi đối tượng có quan trọng không? Anh thấy cái đấy nó chỉ phù hợp với bên nước ngoài thôi, Việt Nam mấy cái hot thác rồi chả thua gì hết. Với hot thác thì mà mình cần ấy thì là nó lại không có, bộ như tác mẹ vào DC Group chẳng hạn ấy, nó sẽ không có. Thế luôn ông giảm nhiều khổ mới sợ chứ. Dạo này đang chen cái đấy đúng không? Dạo này nó không dùng TikTok mấy.
Thì thấy anh mấy anh em trên 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 Face với người bạn của mình trên Face thì thấy là đang đi bốc phốt ông nào ấy mà mình lâu quá mình không xem TikTok. Kỳ này mình đang thì tập trung làm mấy cái social media, xây page cho đội, xây page từ xây group, xây cộng đồng. Chuẩn bị chiến lại bây giờ lại quay trở lại chiến chiến lại page. Page bây giờ lại ad Face. Đang để cho bọn nó set up. Là không biết là bây giờ xử lý kiểu gì ở bên mới bây giờ đang chen kiểu gì ấy mới chen gì luôn chịu đấy, muốn chen gì đang hot không nắm được. Khóa TikTok Shop 30 ngày có anh gì rút ra hoa không, nếu không vào được thì chị cũng rút được. Khi 30 300k là gì? Cách tốt nhất để re-up bán sản phẩm của shop đó là ok nhất đúng không? Đúng rồi, đỡ bị người ta chửi. Vãi ghi nhầm 300k hát what what the hell? What the hell đó sao? Chết rồi. Đi nhầm 300k rồi. Có đi ship này chết. Chết. Chết nó còn không cho hủy cơ. À. Lại. Chết này. Hỏng người. Giời, nhưng mà không biết là 300k có mất cái gì không nhỉ? Chắc chẳng mất gì đâu. Đấy, 30k thôi, 300k chết. Anh ơi, cho hỏi hỏi làm mà bộ về gì thì ổn nhất và lâu dài. Anh nghĩ bán hàng là ổn nhất và lâu dài. Bán hàng hoặc affiliate là những cái ngành mà làm mà bộ ngon nhất, lâu dài nhất. Bàn dùng đấy bàn hoặc là làm content, xây dựng content. Em làm một cái YouTube, em làm một kênh TikTok, hay em làm một cái trang web, em viết bài, đấy là những thứ rất là bền. Còn những cái mà em làm kiểu dịch vụ như mấy bạn trên mạng kiểu hay ham ham ấy, kiểu làm mấy cái freelancer thứ, làm mấy cái người ta kiểu như là cả như làm thuê, người ta ra được gì thì làm cái đấy ấy, thì cứ hết mồ hôi là hết tiền thôi. Hôm nay em còn edit được video thì em còn có tiền, hôm nay em còn làm được ảnh em còn có tiền, hôm nay em còn làm được logo em còn có tiền, hôm nay em còn viết được tune em còn tiền. Tổng dính gần 800 triệu hoa hồng chấm tiêu shop bị khóa dạng đó, có bên nào nhận mở không? Kháng tài khoản được thử thử nghiên cứu vụ kháng tài khoản xem. Anh chưa làm nhiều mấy cái đấy, chủ yếu anh làm mà hệ thống nhà anh thì nó không có cái vấn đề liên quan đến chết tài khoản. Like ít mắt chán quá vã quảng cáo vào, vã quảng cáo vào là ok đấy. Nếu mà nói chung anh em mà like mà bán được hàng anh em cứ thế nhau, vã quảng cáo vào có lãi là chơi nhé, có lãi là chơi để mình xây kênh, có lãi là chơi cho nhau, xây kênh nó to à. Để khối lượng như thế nào á, khối lượng vấn đề bình thường như thế. Mở shop seller để tự làm vận hành thì có không, anh có dạy không? Có, bên mình có dạy mà, bên mình có dạy hàng rep và quảng cáo có ổn không. Hàng rep cứ rep mới rụng gì, nó là hàng fake hết, không có rep mới rụng gì đâu, nó quy về là hàng fake hết. Mà cứ fake là vã quảng cáo là dễ bị khóa khóa tài khoản quảng cáo. Chúng bộ bọn nó không biết rep mới rụng gì đâu, nó cần thậm chí là anh em mà hàng real hàng thật chăng nữa mà không có giấy tờ hóa đơn đầy đủ, mà kể cả có giấy tờ hóa đơn đầy đủ mà anh em không có giấy phép quyền phân phối, như là tôi mua con iPhone này là thật đúng không, là hàng thật,
nhưng mà không phải là có hóa đơn là ông được bán đâu, mà ông Nho phải có quyền phân phối cái sản phẩm iPhone này được cấp phép từ hãng cho bán mới được bán. Cái tủ mỹ phẩm cái trợ giá rồi là Nho chắc thế, chắc hết rồi, chứ không phải là cứ thế bán đâu, bị tắt hết mã và đi ship rồi. Sàn nó hết mã thì nó tắt thôi, sàn nó hết mã thì nó tắt thôi, chứ bây giờ mình làm sao mà biết được đâu, đâu mà can thiệp được vào đâu, vì cái này là do chính sách của sàn mà. Thông thường ấy thì là thông thường thì cuối tháng thì thường không có mã, cái đầu tháng mới lại có mã, tháng nào cũng vậy mà. Sắp tới chương trình 12 tháng 12 nó để dành mã giảm giá để dành cho ngày 12 tháng 12. Em đang tính vã hẹn mấy con thì cứ vã thử xem chạy được thì tốt, tại vì cái hàng đấy cũng chưa chạy bao giờ, nhưng mà anh chạy thử giày hàng 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 fake cái là bay ngay rồi, còn cái hàng đấy thì anh chưa thử bao giờ. Sắp tới là Black Friday này, rồi là gì ạ, là Black Friday này, 12 tháng 12 này, cũng rất là nhiều chương trình mà, chương trình phết. Cắt mã phải đi ship tàn xà anh ạ. Thế à, cay nhỉ. Khóa tiêu shop có dạy vận hành cho người mới tinh mới mở shop không? Có, nói chung gần như 90% các cái câu hỏi, các cái vấn đề các bạn bọn mình đều giải quyết được hết. Giải thích lý do tại sao nền kinh tế bước vào suy thoái. Ôi rồi ôi, bây giờ hỏi nho kinh tế vĩ mô thì nó chịu, nó chỉ biết là suy thoái là nó theo chu kỳ, và đến chu kỳ thì bắt buộc phải thuận theo tự nhiên, bởi vì giới tài phiệt nó chỉ có hai cái để nó kiếm tiền, một đó là chiến tranh và hai là suy thoái kinh tế. Để đến một cái lúc nào đấy thì phải có một trong hai thứ xảy ra thì nó mới kiếm một thêm tiền. Cái giới trong trong anh em underground ở giới gì tinh hoa họ chỉ có hai cách kiếm tiền thế thôi mà. Những cái việc suy thoái kinh tế nó là theo chu kỳ và không ai thoát khỏi cái điều này cả, chỉ có là suy kinh tế thì mình nên làm cái gì. Bản thân Nho thì Nho cũng tìm hiểu về kinh tế, cũng tìm hiểu về đầu tư, thì nó thấy là những cái thời điểm mà suy thoái kinh tế như là năm 2000 này, năm 2010 này các thứ ấy, thì chủ yếu là bọn nó giàu lên nhờ cái việc là tích trữ các loại tài sản và tiền mặt thôi, tích trữ những loại tài sản nó cố định như có thể là thanh khoản nhanh như là vàng, như bất động sản, như là cổ phiếu. Rồi tiếp tục đầu tư kinh doanh, nó thấy là đầu tư kinh doanh cũng cũng ngon mà. Có nhá, mua mic cũng được tặng ebook nha anh em nhé. Một sản phẩm hai khối lượng để trong cài đặt là lớn nhất hay nhỏ nhất? Thì đương nhiên là phải lớn nhất thôi. Phải lớn nhất chứ nhỏ nhất thì nhỡ người ta mua cái danh mục bên cạnh mà thì mà nó cân lên để anh em chết à. Giống như kiểu anh em hay để danh mục là một sản phẩm, hai sản phẩm, ba sản phẩm, bốn sản phẩm mới kiểu thế đúng không? Thì phải để cái to nhất chứ. Video mình đăng được vài trăm view nhưng ra đơn thì có nên chạy ad hay không? Bạn chạy thử đó, chạy thử xem như nào. Vì nếu mà vài trăm view mới ra được một vài đơn nữa thì nó chưa nói lên cái điều gì. Và cái việc khi các bạn đăng lên đó thì chủ yếu những cái view đầu như thế, mấy trăm view, mấy nghìn view đầu tiên đó toàn là những cái bạn mà đã follow mình người ta xem. Thì những người follow mình nó rất là đúng tệp, nên các bạn đăng cái có thể là ra đơn ngay, thậm chí một view cũng ra đơn. Nhưng mà khi các bạn chạy quảng cáo thì nó sẽ phân phối đến rất là nhiều người, và trong đó sẽ có những người họ không phải là fan hâm mộ của mình. Nếu mà đen mà bạn bị phân phối video của bạn đến những cái người họ chả biết bạn là ai, thậm chí là họ sẽ không mua hàng của bạn. Đây là một cái tip nữa, là bạn có thể chạy quảng cáo đến những người đã từng theo dõi mình. Cũng như Nho này, Nho có thể chạy một cái quảng cáo đến những cái người đang thì theo dõi Nho này chẳng hạn đi, thì có thể tỷ lệ cao là Nho sẽ bán được hàng. Vì anh em nhìn thấy cái mặt Nho, anh em thương, anh em thôi mua ủng hộ ông một cái ở đấy,
đặt nhau chạy bắn mic nhọn thế mà chạy đến bên đến hiển thị đến mấy anh em mà đã từng xem video của mình ấy. Đấy là anh em thương thì mỗi anh em mua cho một hai cái gì đấy. Đấy là sướng rồi. Đấy là chạy quảng cáo lời ngay. Giờ cần học một khóa học. Giờ em cần học một khóa chạy hết nhiều tiền không? Sao là chạy khóa học của Nho, nếu mà quảng cáo thì nó chỉ có 3 triệu thôi, còn là chạy đốt bao nhiêu là tùy anh em. Nhưng nói chung là anh em phải có khoảng độ 5 7 10 triệu để test để chạy, chứ mua về mà lại cuối cùng lại không 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 có nghìn, không có nghìn nào để test thì học phí. Chạy chạy video, chạy ad cho video hình như nó không hỗ trợ kéo view cho mình khi like phải không anh? Thì đúng rồi, mình chạy quảng cáo là mình chạy quảng cáo video mà, mình đâu chạy quảng cáo online đâu. Livestream này thì view nó đâu đâu phải đến từ từ người follow bao nhiêu đâu, rất ít luôn. View đến từ người follow cực kỳ ít, chủ yếu đến từ đề xuất, đến từ từ trang like. Thì các bạn đọc báo cáo các bạn sẽ thể thể hiện được. Trong cái chương trình mà Nho hướng dẫn mọi người live stream, thật ra Nho thì không phải là người giỏi về live stream, mà Nho thì chỉ là làm theo đúng quy trình, không giỏi. Nhưng Nho nghĩ là làm theo đúng quy trình là cũng ok rồi. Và trong cái quy trình đấy thì nó có cái phần là nhìn lại chính bản thân mình, rất đơn giản thôi, nhìn lại chính cái bản thân của mình. Để ví dụ như này, để anh em chỉ cần nhìn lại chính bản thân của mình. Ở đây là một cái báo cáo hiện tại đang live này đấy. Nhìn lại cái báo, nhìn cái báo cáo này, vào đây này, nguồn người xem này, nhìn cái báo cáo biết ngay này, lượt lượt nhấp chuột và lượt nhấp và vuốt và phát trực tiếp có lên tận đến 44%. Đấy, lượt nhấp vào phát trực tiếp là 20%. Vuốt ảnh đại diện này, ảnh đại diện là cái gì ạ? À? Ảnh đại diện chính là lúc các bạn xem một cái video của mình xong rồi thấy mình đỏ đỏ, các bạn tưởng tượng đâu, các bạn tưởng tượng là cái chỗ này không, cái chỗ mình hay xem video của bọn nó xong thấy nó đỏ đỏ ở cái avatar ấy. Xong rồi mình kích vào á thì nó là cái chỗ này đúng không? Nó chỉ có 4%, à, nhấp vào ảnh đại diện thì có 0,34%, hộp thư đến là 8%, hộp thư đến chính là được cái thông báo là ở fan Nho gì, fan Đức Nho đang live stream ấy, bạn bấm vào bạn xem Nho đấy, bảng tin mà đang theo dõi có 6%, các bạn lướt trên bảng tin những người bảng tin cái chỗ mà những người mà mình đang theo dõi cho bảng tin mà lựa vào ở cái bên tab là những người mình đang theo dõi là 6%. Tổng từ nãy giờ các bạn vào đi xem nó rơi khoảng độ tầm bao nhiêu người ra, 2,5k lượt xem thì có 6% là đến từ chỗ đấy thôi đúng không, đến từ tin nhắn, đến từ khác, đến từ đẩy thông báo này, 4% đến từ thông báo này, hồ sơ nhà sáng tạo 0.23 này, thì các bạn thấy không, 69% gần 70% là đến từ đề xuất cơ mà. Đến từ đề xuất mà đến từ là sao ạ? Đến từ người ta lướt vào nhấp chuột ở bảng xem trực tiếp này, đến từ nhấp chuột ở bảng trực tiếp này, đến từ ảnh đại diện này, đến từ lớn nhất này, thì mình phải dành thời gian cho cái nào ạ? Thời gian cho hai cái đầu tiên này đúng không, cái 44 với cái 20% này đúng không, là dành thời gian tối ưu nó. Thì để mà bọn nó lướt bọn nó nhìn thấy mình thì mình phải làm như nào, nó có con số chứ không phải mình ngồi bốc phét được, cái nhỉ, không phải bốc phét được nhá, nó liên quan đến thời gian này, lượng sẽ thời lượng xem trung bình là nếu mà một cái phiên live mà thời thời lượng xem trung bình không được khoảng độ tầm 50 giây trở lên ấy, tầm 50 giây trở lên, tầm 1 phút trở lên ấy, thì coi như cái phiên đấy thất bại trong cái việc giữ chân người xem. Thất bại luôn trong cái phần giữ chân người xem. Bao giờ các bạn tưởng tượng là cái lượt mà người xem là người vào và người rời đi này, đấy, cái chỗ người xem này, người vào người nào đi này, nó càng khít nhau ấy, nó càng khít nhau, nó càng gần vào nhau ấy, thì nó là ok. Đấy, xuống tương tác này còn rất nhiều những báo cáo nữa, các bạn thích nhau để cho bạn xem. Các bạn vào trong TikTok này, các bạn bấm cho mình là phân tích phát trực tiếp ạ. Rồi các bạn vào một cái phiên chẳng hạn như cái phiên hôm trước của Nho đây, dạo này lười bán hàng thật sự luôn. Ai xem cái phiên này bán được nhiều nhiều là tí để cho anh em xem. À, phiên nào phải nhiều người xem á, khi nào nhiều người xem á, thì các bạn xem nó sẽ chính xác. Đây, các bạn xem cho Nho hết. Nói chung là các bạn để ý nó đơn giản lắm,
Nó đơn giản lắm anh em ạ. Đây. Đây ạ. À. Lượt hiển thị này, trong một cái lượt hiển thị là 82k này, các bạn thấy cái CVR này, tức là từ lượt hiển thị chuyển đổi thành số lượt người xem này, nó khoảng 6%. Cái này các bạn biết lý do tại sao không? Vì lý do là sao ở chỗ này không? Tức là người ta lướt qua cái livestream của mình rồi nhưng người ta không bấm vào xem. Bạn biết lý do là sao không? Bạn biết lý do là sao không? Còn nào biết lý do này là sao không? Và nào mà muốn tiếp tục nghe nhau phân tích cái phần này thì comment cho biết phát, không thì sao các bạn lại không thích cái phần này thì thôi thì mình sẽ bỏ qua luôn. Có bạn hỏi là sao ạ, là tham gia gọi là MCM đúng không, các bạn hay đầu tiền đúng không, vào network ấy, thì là mình được quyền lợi gì? Thì chủ yếu ấy, là cái quyền lợi là các bạn sẽ được update thông tin, update thông tin là chủ yếu. Và nếu mà cái MCN đấy nó có, tùy MCN nhé, có MCN thì nó có hỗ trợ đào tạo, có cái nó cho này cho kia, nhưng về cơ bản ấy mình thấy là chả được cái mẹ gì. Chủ yếu MCN được lợi, thứ nhất MCN được lợi cái gì ạ, là mỗi khi các bạn tham gia vào MCN á, MCN nó được một khoản khoản tiền luôn. Cái này Nho biết, tại vì Nho cũng đang ở trong, cũng đang này làm cái một cái tương tự như MCN, nhưng bên mình thì gọi là KOL, tức là bên mình là Nho thì là đối tác của bên TikTok mảng KOL, thì Nho là một KOL trong giới TikTok Shop. Đấy. Còn lại các MCM khác thì nó là doanh nghiệp, các bạn tưởng tượng là các MCM khác thì họ là B2B, còn của Nho thì là B2C, là Nho làm việc trực tiếp với lại TikTok Shop, không thông qua một cái công ty gì hết cả. Đấy, Nho làm việc trực tiếp luôn, không phải thông qua bất kỳ một công ty gì, tại vì hôm nay Nho không tiện show cho anh em xem, nên, tại vì này liên quan đến chính sách bảo mật của nền tảng, không show cho anh em xem được. Đó, nhưng mà MCM nó có một cái lợi thế là gì anh em, với họ nó sẽ cào được hết toàn bộ data của anh em, ngoài việc có được tiền từ việc mà mời anh em vào net, ngoài việc là nó được tiền từ doanh thu của anh em, ngoài việc đó, ngoài cái việc đó ra thì cái việc lớn nhất là nó xem được toàn bộ thông tin của anh em, từ doanh số, số lượng bán, sản phẩm bán, tất cả các thông tin của em. Và nếu mà anh em vào bên những cái MCM nào nó cáo già nhá, cáo già đây cho nó cáo già, từ khóa cáo già nhá là gì ạ, cáo già tức là cái MCM đấy toàn những người giỏi. Có phải nói thật, những MCM nào mà toàn những người giỏi, toàn những người rank ma, toàn những người cũng là dân bán hàng, cũng là dân kinh doanh đấy, kiểu kiểu thế, thì cái tỷ lệ cao của các bạn bị spy sản phẩm, tức là người ta thấy mình bán cái gì được người ta bán theo, người ta thấy mình chạy quảng cáo gì ngon người ta chạy theo, hoặc đơn giản á là họ có thể nhưng nó không biết chắc chắn nhá, nhưng họ có cả data khách hàng của mình luôn. Nhưng mà những loại MCM đấy trên thị trường thì chắc lại có ít thôi, chắc là cũng ít thôi, không có nhiều. Và thân Nho thì Nho thấy là không nhất thiết phải vào MCM là vì quá. Và còn về tương lai, nếu về tương lai thì các bạn nên có một cái MCM, nên lập mẹ luôn cái MCM riêng của mình, nếu các bạn bán hàng đủ mạnh đủ to. Rồi MCM lập rất là dễ, cần mỗi cái công ty truyền thông, cần mấy cái gọi là cái chứng minh năng lực thế xong rồi. Thì nếu bạn có cái MCM riêng của mình thì mình tha hồ, mình vừa nắm bắt được thông tin, mình vừa có tất cả mọi thứ mà không sợ lỗ thông tin ra khách hàng. Nếu bạn bán làm to, một số anh em ở trong này là công ty to, tuy anh đang nền tảng, đang hành nghề thì các bạn nên làm cái okay, chuyện chả sao đâu, chạy quảng cáo like sẽ bị bóp view tự nhiên, đương nhiên là không. Bạn nếu mà cái lý thuyết, nếu mà chạy quảng cáo mà lại bị bóp view tự nhiên thì làm gì có thằng nào chạy quảng cáo nữa, đúng không? Mà các bạn biết không, nền tảng nó phải luôn luôn muốn mình chạy quảng cáo để làm sao ạ, nó kiếm được tiền. Các bạn tưởng tượng đơn giản thế, các bạn biết tốt nuôi nuôi pet của anh em bây của bọn mình bây giờ là gì không, cứ mỗi cái pet chạy riết 20-30 nghìn một ngày thôi, cứ chạy riết như vậy, chạy riết pet như vậy, nền tảng sinh ra nó phải có cách nó kiếm tiền, và quảng cáo là cách nó giúp nó kiếm được tiền, nên không có lý gì mà nó lại đi bóp bóp trứng của mình cả, đúng không? Mình chỉ có một cái tư duy đơn giản như vậy thôi, chứ là bên Nho thì chạy quảng cáo suốt ngày suốt đêm mà Nho không thấy chuyện bị bóp bị bùng gì hết, mà chỉ là tốt hơn, quảng cáo luôn luôn là thứ giúp cho mình tốt hơn, nhanh hơn. Muốn lấy video từ sàn Taobao vậy thì làm thế nào, em tải qua Cốc Cốc mà không được, bạn thử gõ trên Google xem, có nhiều cách tải lắm, quá nhiều cách tải luôn. Chạy quảng cáo like hôm nào
xong việc em xuống chơi nhá, qua tuần anh đi Sài Gòn anh sẽ cố gắng về trước được cưới của em, còn nếu không về được thì cho anh xin phép, cho anh xin phép anh mừng từ xa, chúc mừng từ xa nhé, tại vì thứ tư này là anh đi Sài Gòn nên là cũng không biết là đến cuối tuần có giải quyết được xong công việc để kịp về chơi với em hay không. Đó là xong việc lại xuống nhà anh đang set up một cái văn phòng có đông, em xuống đây về tư vấn cho anh mấy cái thiết kế với cái mới làm cái văn phòng tổ anh tổ hoàng có đánh một trận cuối cùng xem như nào. À học ed à, bây giờ em không cần học ed đâu, em chỉ cần xây page được là ngon rồi, bên anh đang triển khai xây mấy chục con page, hôm trước đi học có nghĩa đấy, học tăng nghĩa xong anh đi học thêm mấy bên nữa nên là về đang triển khai làm. Nói chung là nó không biết đâu nhé, nói chung là lời khuyên thì trên vũ trụ này có rất nhiều người giỏi, thậm chí là siêu giỏi, nên có thể lời khuyên của người ta chính xác, có thể là nó sai rồi, chẳng cảm sẽ bị bóp tương tác đấy anh em nhé, có thể là nó sai rồi, cái này do trải nghiệm của mỗi người. Bên nho thì các bạn biết là nhà nho thì đấy, có ông Hoàng với anh em chạy thì biết đấy, lúc quảng cáo này mình như rác luôn đốt đấy. Chạy quảng cáo trên TikTok nó hiển thị hết 500k, được từ 0 đến 20 đơn trên lý thuyết, còn thực tế à? Anh làm như thế nào có con khủng long cảm ơn vậy, cái này dễ mà, này dễ lắm, tài khoản các bạn cứ trên 100k follow là sẽ có cái kia, có tính năng bật mấy con mèo mấy con khủng long, tính năng mới TikTok mà, tài khoản trên 100k follow. Xong việc xuống nhá, bên anh có nhận xây kênh không? Không, bên này, anh xây kênh của anh còn đang bị hỏng hết người đây. Học nghĩa ở bên nghĩa đấy là bên gì nhỉ, bên anti group, anti anti group con kiến ấy, group. Còn lại hôm trước mình học bên Ori group của một anh, một ông em, hai ông ấy là em, một ông 97 ông 98, giỏi thật, quản lý chắc phải rất, nói chung là nhiều các hệ page lớn ở Việt Nam, mấy bạn ấy đài tiếng nói tin học đấy, kiểu đấy mấy cái page đấy toàn mấy triệu follow, mấy triệu follow mà mấy bạn đã làm hệ thống cực kỳ đơn giản luôn, rất là tinh giản tối ưu. Sếp có giỏi code không? Chịu, bây giờ code Pascal không có biết code thế nào ấy, Pascal giờ không biết làm như thế nào ấy, làm sao để khắc phục, và khắc phục cái gì ấy, mình em không vào được, có cách nào khắc phục không, khắc phục cái gì đấy, mình bị miss với tin nhắn, mình không nhìn thấy tin nhắn của bạn đâu, mình không nhìn thấy tin nhắn của bạn. Đây nhá, quay trở về cái chỗ của nãy nhá, để các bạn thì chỉ cần hiểu đơn giản này, cái CVR này á, thì nếu mà đây còn tưởng tượng đây, đây là số lượt hiển thị đúng không, đây là số lượt của người xem phải không, thì cái chỗ người ta lướt qua, người ta nhìn thấy mình, một là người ta nhìn thấy mình quen thuộc người ta sẽ dừng lại, hai người ta thấy cái livestream của mình sôi động người ta sẽ dừng lại, ba là người ta nhìn thấy không gian bối cảnh nó đẹp nó phù hợp, giống như rất nhiều bạn lướt qua cái livestream này của mình dừng lại để xem là bởi vì cũng thích cái không gian bối cảnh chỗ mình ngồi livestream đây, hoặc đơn giản là mình livestream nó nét nét hơn một tí, các bạn dễ nhìn hơn một tí, người ta sẽ dừng lại. 6,5% cũng là một cái con số nó thấy là tạm ổn, trung bình một số các bạn idol mà mặt nó rất là quốc dân đấy, còn nhìn cái mặt phát quen luôn đấy, thì có thể là CVR nó sẽ cao hơn rất nhiều, nó có thể lên đến tận mười mấy 20%. Đấy, ở chỗ này là số hiển thị sản phẩm, thì đương nhiên cái này thì gần như ai vào cũng sẽ hiển thị sản phẩm rồi, tại vì cái này nó có liên quan đến việc là độ tuổi khu vực quốc gia, cũng như các bạn mà chưa đủ 18 tuổi nó sẽ không hiển thị. Đấy, tiếp theo dưới này là lượt nhấp vào sản phẩm đấy, 13.000 nhưng mà chỉ có khoảng độ 700 nhấp vào sản phẩm thôi, thì cái chỗ này là tỷ lệ này là hơi thấp, là bởi vì là cái livestream của nó chả liên quan quá sản phẩm là đúng không, nó không giới thiệu sản phẩm, nó không dư sản phẩm, không có một cái gì hết, nên là đương nhiên các bạn chả kích được sản phẩm là cái mẹ gì, các bạn ngồi đây nghe nho là nho, nghe nho chủ yếu chia sẻ về kiến thức, update về kiến thức, chia sẻ thêm về thông tin chứ không có phải là với mục tiêu là mua hàng, nên là khi mà nho sâu nó chia sẻ cái điều này á, tỷ lệ kích vào sản phẩm nó ít là chuyện rất là bình thường đấy, đơn đặt hàng thành công là khoảng độ 3,5%,
Đấy, nên là tức là từ cái chỗ chuyển đổi này xuống dưới này sẽ chỉ phải 0,03% là được chuyển đổi thành đơn hàng thôi. 82.000 người được nhìn thấy, 5.000 người xem nhưng mà chỉ được 25 đơn. Nhưng mà cái điều quan trọng là số, nó có cái phần là nguồn người xem. Cái nguồn người xem này là một cái rất là quan trọng nha. Các bạn nhìn thấy ở đây, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái phần là feed này, nó tức là bảng tin đấy, bảng tin này, click các thứ này các bạn. Đấy, còn với cái tỷ lệ này, các bạn thử thấy nôm na các bạn hiểu, giống như cái bảng bên này nó nói á, trong này có 70% là nó đến từ bảng bảng feed này. Đấy, cái bảng like thì có 9%, cái bảng like đấy các bạn để ý trên trên này đúng không? Thì cái ngoài cùng này là có cái chữ like, đấy, xong rồi thì đến là những người đã follow và cuối cùng là đến cái feed đúng không? Còn ba cái đấy đúng không? Đấy thì là like là nằm ở chỗ đấy. Thì cái phiên like này thì à, còn muỗi một cái tút rất đơn giản thôi, là like live stream lên đâu đó cứ trên 1 tiếng, trên 1 tiếng là nó sẽ được lên xu hướng ở cái chỗ mà phiên like. Homepage là cái bọn mà follow mình như này, cái bọn follow mình này, nó vào trong trang của mình như này. Messenger là bọn nhắn tin nhắn này, public là cái bọn được thông báo này, ở một số nguồn khác của các bạn share lên trên Facebook, các bạn share linh tinh gì đấy, hoặc các bạn ở trong này các bạn xem livestream vẫn thấy hay quá, các bạn share cho mình đó, thì nó sẽ, nếu mà quảng cáo thì nó sẽ ghi thêm một chữ là đến từ ad ở đây, đến từ quảng cáo ở đây. Ngày xưa nó có mấy cái phiên mà nó cũng hay chạy quảng cáo, nho thử, thử hôm qua phiên hôm qua như nó có chạy quảng cáo thì phải, nó xem này. Thì nó sẽ có cái phiên là đến từ quảng cáo. Super like. Lâu lắm nó không chạy quảng cáo like nên là nó không có. Trước nó hay chạy quảng cáo like thì nó sẽ có thêm cả cái phần là quảng cáo nữa. Đấy, nó đơn giản mà, nói chung là nếu mà anh em mà chịu khó xem các cái con số thứ thì rất là dễ. Đấy, người mua này, người mua thì sẽ độ tuổi giới tính này. Người mua thì chủ yếu là 80% là fan hâm mộ của Nho, tức là những người đã theo dõi Nho, và 20% là những người là chưa theo dõi Nho. Các bạn sẽ thấy là tùy chọn sản phẩm, các bạn sẽ thấy là này, đây là gì ạ? À? Đúng, các bạn đã biết đây ạ. À? Đây là gì ạ? À? Đây chính là target quảng cáo ấy. Vác cái này ra mà target này, vác những cái này ra mà target này, vác cái này ra mà target này. Đi tìm target ở đâu rồi để mà super target? Chả có super target nào bằng những con số mà thực tế ở đây. Đấy, người ta nói rồi đúng không? Chỉ mỗi con số mới không biết nói dối thôi. Cái gì cơ? Chịu. Bán like affiliate không vi phạm giờ bị bóp nên làm, nói chung là giày dép này thì nó là ngành hàng vi phạm. Chiều nay mình vừa ngồi giày dép này nếu không lập mẹ cái kênh mới thì kênh của bạn nó cứ ba lăng nhằng giá cái gì vào mấy cái gì, lập mẹ kênh mới, lập mẹ kênh mới thì xong bắt đầu là mình chạy quảng cáo, xong xong việc là xây kênh của nó nghiêm túc vào. Bên nay em like bên Facebook bật nhạc giờ bị khóa like, không biết khóa lâu không, nó không like Facebook bây giờ nhỏ không biết nữa. Nhưng mà bên Facebook lại à, bên 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 Facebook mà bị khóa thì lâu đấy, nó đang đang bị khóa 50 ngày không được phép đăng bài trên group, cay. Bạn nào dạy về quảng cáo Facebook đi, quảng cáo Facebook thì bây giờ chủ yếu bật thả cửa thôi, chạy đáp link dẫn về Shopee có sao không, thoải mái. Em tìm từ khóa, nói chung là những người mà anh đi học thì hầu hết là bạn bè của anh có cái sự trải nghiệm với bọn nó, tức là em đơn giản em cứ hiểu nôm na như này, bọn nó có thể sai với em nhưng bọn nó không thể sai với anh, nó kiểu kiểu thế, cũng như kiểu anh em giang hồ vậy, kiểu có thể là nó không tốt với mày nhưng mà chắc chắn nó phải tốt với tao. Nên như giống như kiểu là cùng cái lớp học mình đi học về với nhau, trong cái lớp mà trước mình đi học ở Nghĩa nó khoảng 20 bạn, mà Nghĩa thì nó vẫn dành một cái sự hỗ trợ lớn hơn đối với mình. Rồi, tại vì anh em chơi với nhau, hỏi han nhau cái gì nó cũng sẽ kiểu chi tiết tỉ mỉ hơn. Nói kiểu kiểu thế. Cái chuyện đi học thì các bạn cần có đủ phải trải nghiệm một tí. Anti group bạn search ra các bạn lục Nghĩa. Nghĩa bên nó có cái là TVL cái gì ấy. Có cái page là TVL. Người nói tiếng Anh hay cái gì đấy. Đài tiếng nói tiếng Anh cái gì đấy, có mấy cái page khổng toàn một mấy triệu người follow. Nhỏ cũng đang xây được mấy cái page, cũng đang thì bắt đầu là ấy rồi,
đang bắt đầu là lên xuống riêu ngon phết, mới làm 2 3 hôm mà làm lên xuống phát đã có người hỏi mua hàng các thứ, tha hồ đã bắt đầu có thể bán hàng ngay. Chạy quảng cáo video ngon hơn hay là chạy like ngon hơn á? Đương nhiên là do bạn rồi, nếu bạn like giỏi thì chạy like ngon hơn chứ đúng không, nhưng mà nếu bạn like không, bạn mà không biết like thì các bạn phải chạy, thì bạn nên chạy video like, nếu bạn like giỏi thì bạn nên chạy like, còn nếu bạn không biết like thì bạn đừng nói chẳng cám gì, nhiều người xem để làm gì đâu, áp lực chứ được cái gì đâu. Bây giờ mà cái like này của Nho nó rơi khoảng tầm mấy trăm người xem là Nho áp lực lắm rồi, nói không cả sói chứ đừng nói là bán hàng nữa đúng không. Thế thì trò chơi đây là phải làm sao để mình like giỏi, mình biết like chứ không phải là quảng cáo. Các bạn mà like giỏi thì 10 người xem ấy, nhưng Hoàng nghe like được kìa, Hoàng đón vặt, ông chú đón vặt kìa, 10 người xem nó vẫn bán được, thậm chí nó còn chả quan tâm được bao nhiêu người xem luôn này, chả quan tâm bao nhiêu người xem, bán là cứ bán thôi, nó cần quan tâm là bao nhiêu người xem đâu. Em đang đọc báo cáo để tối ưu đối tượng mua để đánh giá quảng cáo cho đúng. Ok nhé, chính xác và đúng hướng rồi đấy. Chạy quảng cáo phây giờ giờ anh còn chạy không, có anh vẫn chạy, chạy vơ đắt tiền thôi, cứ chạy thôi chứ không có tối ưu tối ổn gì hết. Và anh chạy chủ yếu chạy xây page, chạy để nuôi page chứ không phải là chạy để ra đơn, nên là chạy nó rất là dễ, cắm tiền là được thôi, page sống là được. Còn lại lượt xem lượt khách hàng nó sẽ đến từ những khác, cũng như đến từ việc mà video của mình lên xu hướng, còn những cái đấy là ngon. Còn page thì chạy chạy mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn để ấy thôi, để giữ page thôi chứ anh không chạy để bán hàng. Cái định hướng nó hơi khác một tí, và xem kênh cho mình xem xây đúng đúng không. Bên nhau em nhau. À, ông này mất chiều vừa uống rượu trên vừa 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 gặp ở trên chỗ nhà trường. Ôi, nói chung là bạn mà muốn truyền đạt thông tin gì cho khách hàng đó, thì bạn sẽ làm video như vậy. Như mình nhìn ở đây thì mình thấy bạn đang thì chủ yếu là truyền cái thông tin cho khách hàng là ở nhà tôi rất nhiều hàng, tôi là kho hàng lớn, nhà tôi rất nhiều hàng, tôi sản phẩm của tôi giá rất là tốt đấy. Mình chưa xem video nha, mình mới nhìn cái thumbnail này này mà mình đã có cái cảm nhận đấy rồi. Đây anh em cùng nhau xem nhé, đây, kênh của bạn đấy đấy, Quốc Huy. Thì quan trọng là khi mình muốn đưa đến cái thông điệp gì cho khách hàng đó, thì mình sẽ làm video như vậy. Ví dụ như cái thông điệp mà mình cảm thấy rõ ràng ở đây nhất đó là kiểu như là tôi là chủ kho, chủ xưởng, và tôi có rất nhiều hàng hóa, giá của tôi sẽ rất là tốt, các bạn không phải lo về giá, nhà tôi bán là rất là nhiều hàng. Nhiều bạn có cái tư duy là để khẳng định chất lượng sản phẩm của mình ở trên thị trường á, thì mình sẽ khẳng định bằng cách là nhà tôi bán là rất nhiều hàng, đơn tôi rất là nhiều, vải khắp nhà ấy, cả nhà tôi hàng 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 bán được mấy trăm đơn, mấy nghìn đơn một ngày đấy, như thế là thể hiện là nhà tôi bán được nhiều. Và từ cái việc đấy mọi người suy luận là bán được nhiều, thế chắc chắn là sản phẩm nó chắc cũng ok đấy, kiểu đấy. Nếu cái hướng các bạn làm nội dung thì nó sẽ đẩy cái dư luận, đẩy là cái educate thị trường, cái sự hiểu của khách hàng về cái ngành, về cái sản phẩm của các bạn. Còn nếu mà mình muốn là đây là sản phẩm của tôi, là một sản phẩm mà người mặc lên đó, nó rất là phù hợp với người đi làm, thì mình sẽ làm những cái video liên quan đến công sở đúng không? Mình nói đây câu chuyện là mặc lên nó rất là men, nó rất là bad boy chẳng hạn, thì mình sẽ làm những cái video liên quan đến kiểu tán gái kiểu kiểu đấy. Tức là mình muốn truyền đạt thông tin gì thì mình có thể làm video dạng như thế được. Shop tự ý cắt giảm hoa hồng của mình có được không? Ý được chứ, em tự cắt giảm được, ai nó dám chửi em đâu. Cái Nho thì không 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 biết xây kênh, chạy quảng cáo video sao cho tiết kiệm vậy.
Nói chung là bên Nho lại không tập trung vào chuyện tiết kiệm tiền quảng cáo mà sẽ tập trung vào chuyện là làm thế nào để đốt được nhiều tiền hơn, chứ không tập trung vào tiết kiệm. Tức là Nho thì Nho coi cái quảng cáo là khoản đầu tư, mà đã là khoản đầu tư thì mình phải đốt được càng nhiều tốt, chứ không phải là nó không phải là chi phí. Nếu các bạn coi quảng cáo là chi phí thì các bạn mới tiến hành là tối ưu hóa, làm sao cho rẻ nhất đúng không, làm cho nào cho đỡ tốn nhất. Mà nhà Nho thì lại không làm thế, Nho thì nó lại bị ngược quay lại. Nó hơi khác một xíu. Đó là group của mình sắp được bè đang là 92.000 thành viên rồi. Anh em nào mà vẫn chưa 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 vào group top top shop và phần còn lại của thương mại điện tử nhớ vào nhé. 92.000 thành viên. Sắp được 100k. Mai liệu có mã phở ship lại không, chịu này không biết. Mà xây pet thời điểm này chủ yếu là về gì? Nói chung là lĩnh vực gì bọn mình cũng xây được hết, chả lĩnh vực gì bọn mình cũng xây. Các bạn thấy nói chung là page của group của mình chả có gì không xây được, quan trọng là xây nó có mang lại lợi nhuận cao không, cái kế hoạch khai thác của mình là gì, trong thời gian ngắn hạn dài hạn mình sẽ khai thác nó như nào. Và từ cái kế hoạch khai thác thì mình sẽ có kế hoạch đầu tư từ nhân sự đến nguồn tài chính và nó là bao nhiêu. Hầu các bạn xây page thì các bạn kiểu như là làm bằng tay không, làm tay không bắt giặt, thời gian thì không muốn bỏ ra, tiền bạc cũng không muốn bỏ ra, nhân sự cũng không muốn bỏ ra. Các bạn muốn đòi ăn ngay thì nó khó, còn nếu bọn mình đừng làm rồi mang tính đầu tư rất là dài, có những cái tết mình xác định mình bỏ cả 100 triệu ra để xây ấy. Để làm ấy thì nó mới ăn thua được không? Nếu mình làm là mang tính là đầu tư để chạy ad TikTok đối với người mới chịu. Nói chung chả quảng cáo cho thấy là cách dễ nhất là ra đơn rồi, còn chả có cách nào dễ hơn nữa. Ừ. Thông thường thì bọn Nho sẽ qua máy tính thôi. Chịu, bởi vì TikTok nó thay đổi liên tục lắm. Bây giờ bảo là chính cập nhật chính sách mới update các thứ, mình không đủ trình độ để mình biết được đâu anh em ạ. Nên những cái nguồn như kiểu những cái đây là những cái nội bộ của người ta họp với nhau, mẹ thậm chí giám đốc còn không cả biết thì ban nọ ban kia, ban marketing nó làm việc ban nọ ban kia với nhau, ai biết được. Đây là cái nội bộ của công ty người ta, mình chỉ là người dùng, chỉ là username không biết được không? Tư tưởng khi xây page của anh là gì để kéo được lượng traffic lớn bằng video, nội dung, nội dung tốt, nội dung tốt là mỗi ít quảng cáo là bay thôi. Nội dung của mình phải tốt, nội dung phải hay, nó giống như là top top thôi, nội dung hay là giữ chân được người xem. Và bản chất là mình chỉ cần bơm một ít tiền vào chạy quảng cáo để có một ít người xem ban đầu thôi, là sau đó thì từ những cái người đấy nó sẽ viral ra, người ta có thể share. Có những cái bài, những cái video anh đăng có thể cái lượt share đến vài nghìn lượt share thì cứ thế nó viral thôi. Còn nếu mà cái nội dung không hay, video không hay thì đương nhiên người ta sẽ không share. Còn nếu mà người ta không share thì mình có mà bao lâu cho nó lên được, bao lâu mới lên được luôn. Em đang chạy ad bán thời trang order mà hẹo quá thế ạ. Làm TikTok có cần phải ở thành phố không hay ở tỉnh cũng được, Nho đang ở tỉnh mà, thậm chí Nho còn đang ở tỉnh nghèo, thậm chí đang ở chỗ mình huyện nghèo luôn chứ không phải là gì luôn. Nho lựa chọn bán hàng online, Nho lựa chọn làm online để Nho không phải ở thành phố, Nho không phải bon chen, Nho không phải khổ sở, không phải là lo lắng suốt ngày. Nho nghỉ làm nhà nước, nghỉ làm công chức rồi, bởi Nho không cần, Nho muốn là có một cuộc sống không cần phải quan hệ, không cần phải luồn cúi, bớt được những cái mối quan hệ không cần thiết, bớt được cái việc là phải đi luồn cúi, đi xin xỏ, đi nọ đi kia, đi giao lưu giao tiếp. Nó không muốn bán hàng offline bởi vì là đơn giản là nó không không muốn là cứ phải đi tiếp khách,
tiếp người này tiếp người đi kia, bố chả tiếp bố quan nào hết. Nên là làm online có lên núi mà làm, chạy quảng cáo live stream thì target là mục tiêu gì, khách hàng của mình nằm ở trong target nào thì mình target mục tiêu thì nên target cái đấy. Còn lại cái mục tiêu của nhóm thì thông thường anh hay target là lượt xem, lượt xem video, giữ chân người xem. Mới làm mảng cấm như là không quảng cáo được trên social thì tìm khách hàng và quảng cáo thương hiệu ra sao thì em làm, em không chạy được quảng cáo thì em làm cho anh free traffic thôi. Ví dụ như làm YouTube thì em vẫn làm free traffic được mà, top top em vẫn làm free traffic được mà, free em vẫn làm free traffic được mà, đúng không? Không chạy quảng cáo thôi. Có cuốn nào hướng dẫn xây dựng page tầm trung không? Không các bạn ạ, các bạn những cái liên quan đến kỹ thuật đấy và công nghệ hoặc là mạng nhẽo này các bạn đừng tin ở mấy cuốn sách. Mấy cuốn sách như kiểu mấy cuốn sách như trên mạng vẫn ai chạy quảng cáo ấy, cái gì TikTok 1.000 đơn, mới này Shopee 1.000 đơn ấy. Tôi nói như các bạn vừa hôm nay nói xong á, ngày mai TikTok đã thay đổi bố rồi, thời gian đâu mà ngồi mà viết thành sách được, đúng không? 2-3 tuần trước xem mình còn xem của anh Duy Muối, anh Duy Muối còn bảo là bây giờ video là cứ gắn link sản phẩm được đấy, nhưng mà đúng là ông ấy vừa nói xong hôm trước hôm sau nó đã thay đổi mất rồi. Ai làm nhanh thì có được một buổi tối, còn ai không làm nhanh là hết, thì làm sao mà đủ thời gian để viết ra sách được. Các bạn đừng tin là mấy cuốn sách, nếu bạn thích học nghiêm túc học thật các bạn nên nên truy cập thẳng vào nền tảng, các bạn xem nền tảng up lên liên tục, có thể liên tục để mình theo. Và cái quan trọng là mình theo dõi thị trường, cũng kiểu chơi coin và theo dõi nó, theo dõi xem là nó thay đổi như nào, hôm nay có điều gì mới không, có điều gì đặc sắc trong ngày hôm nay không. Cái sách vở thì những cái này gần như nó không giải quyết được, sách vở mấy cái này không chịu được, nó không đánh giá cao. Chứ mà có cách nào tự ghi sản phẩm không, có cách nào tự ghi sản phẩm không, nó không hiểu lắm. Online này không phải không? Mấy video gần đây em không có mắt xem luôn đấy à, bắn giày thì hơi khó. Anh chiều nay vừa ngồi với thằng em Tuấn giày Bắc Giang, chắc anh em chưa giày ai biết nó đúng không, chùm xỉ giày cả cái đất nước này. Mấy tháng trước nó làm rất là ok nhưng bây giờ nó bóp quá. Live stream thì nó khóa live stream, còn thì nếu làm video thì nó khóa luôn bán hàng. TikTok và YouTube nó đánh điểm chính xác trên video anh ạ. À, em làm nó phải ấy đi, em làm nó phải phải lách lách một tí, em làm thẳng thừng, em dơ thẳng lên đấy thì phải thế. Mình kiểu bị xoang xoang nghẹt mũi suốt ngày mà. Mà ban ngày thì mình đã không làm được một cái việc gì, mình cho nó thử thay đổi khung giờ làm việc, làm buổi tối thì ban ngày làm rồi, nhưng mà có thể cái nhóm người của nho á là cái nhóm không làm được vào ban ngày nó ẻo ải, nó mệt mỏi. Ghim sản phẩm trên trái giờ ghim sản phẩm trên live thì cứ thế ghim sao nhỉ, thì không tự ghim thì như nào, có cách nào tự ghim sản phẩm không? Thế bình thường các bạn phải nhờ ai ghim, cái điện thoại nó thì bấm ghim thôi, có cái gì không nhỉ, nhiều cái nó đơn giản đến mức không thể hiểu được. Em muốn có mắt thì chạy ẹt, chọn lượt click hay là giữ chân, em chọn giữ chân nhé, chọn giữ chân để đẩy người xem ngay, mà quảng cáo tí mà đống người xem rồi đuổi đi cũng ngược luôn. Ôi, nhiều group quá mà lại không có người làm. Ý là phát lại tự động ghim, chịu cái đấy không có cách gì. Không biết, mình không biết bạn đạt được cái gì là cái gì đâu.
Chúc mà các bạn tưởng tượng là mình không mạnh về mấy content này đâu, mấy content viral, viral này mình chịu, mình không biết đâu. À, content dạng tutorial tốt này thì chắc là vẫn ok. Có thằng Đạt hôm trước bị bảo nó nhắn tin cho mình, không thấy nó nhắn tin nhỉ? Tin ở về về anh em cùng nhau xây dựng mà không thấy đâu. Chuyện đó phát. Alo. Đấy, nó còn chặn người lạ mới cay. Nay thì ông VAP CR7. Phát livestream nó vi mọi người sách có chứ, phát livestream là bị khóa luôn đây anh em ạ. Chung là chơi dao là anh em phải biết cách chơi, không anh em chơi phát là khóa luôn. Chung là đi ép là cả một bộ môn chứ không phải là cứ thích đăng nên là đăng. Mà nhiều khi các bạn, nhiều bạn nghĩ đơn giản mình cứ thích cái gì thì mình đăng cái đấy, các bạn bảo nhau rõ ràng là video của em mà em phát phát lại nó lại khóa thì đúng rồi. Thì bây giờ này nó lại đơn giản quá thì nói làm cái gì nữa, nó phải khó khó một tí chứ. Bây giờ cái gì cũng dễ, cái gì cũng dễ thì biết làm thế nào, khó khó một tí thì mới đến lượt mình chứ. Ra bản thân nhỏ cũng chỉ mong làm cái gì nó khó khó, không không mong cầu làm cái dễ quá. Làm cái dễ hôm nay vừa làm ngày mai bọn nó sao chép bố. Làm khó khó một tí hôm nay làm ngày mai còn còn làm tiếp, cứ làm cái dễ quá là ngày mai lại phải làm cái mới. Khóa kênh hay TikTok shop vậy, khóa chủ yếu là khóa kênh, có vi phạm là vi phạm kênh để có mắt like, chỉ chạy một mục tiêu giữa chân thôi à. Ừ, chạy một mục tiêu giữa chân thôi, thông thường anh chỉ chạy mỗi mục tiêu giữa chân là đã một đống người xem. Quan trọng là người ta vào xem rồi thì mình có giữ chân được người ta hay không, còn nếu mình không giữ chân được người ta ra luôn. Livestream của mình có ra cái gì không, nếu hay thì mới giữ chân được chứ, nếu không hay thì người ta vào người ta cũng out luôn à, thì nó cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Vào cái là ra, vào cái là ra ấy, cái vấn đề gì đâu mà. Nên là chủ yếu là mình vẫn phải 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 tập trung vào chuyện là luyện like nó mình lấy quan trọng. Nên có được người xem mình dễ lắm, giữ chân người xem nó mới khó chứ. Nếu người muốn có người xem đốt tiền cái đầy người xem. Kiếm giúp em người yêu ở Sài Gòn được không? Em qua công ty anh làm, công ty anh nhiều, nhiều người chưa có người yêu lắm. Toàn các bạn nhà anh thì chuyển toàn tuyển từ 99 hết lên. Cái hiệu ứng cảm ơn ở màn hình kia có chạy được cả điện thoại không? Hiện tại bọn mình đang viết thì chủ yếu để chạy máy tính, chứ không viết cho điện thoại. Hôm nay hết mã vận chuyển nữa anh em ạ. Anh chạy mấy mấy nhóm giữ chân và ngân sách là bao nhiêu là hợp lý? Cái đấy là tùy, nếu nội dung của em hay ấy, thì nó mới cắn tiền, nếu nội dung của em mà không hay em đốt bao tiền nó không cắn. Và cái CPM nó cao lắm, thông thường mọi anh thì chạy 3 nhóm, mỗi nhóm 200k thì một ngày nó cắn được khoảng là tầm 300-400 nghìn thì đấy. Thôi có lẽ là mình like một tí như vậy thôi, cảm ơn anh em nhé. Từ ngày mai thì mình sẽ quay trở lại để mà quay lại cái việc là livestream bán hàng. Rồi ngày mai lại phải ra kho livestream bán hàng. Và cảm ơn anh em đã ngồi xem nha, đi làm một tí đã. Sau này các hàng mã mình chuyển là không đang hết mã tí thôi.
Bye bye.